mọi chuyện bắt đầu từ chiếc lắc này. Tôi không tin. Khó tin quá hả? Nhưng mà đó hoàn toàn là sự thật đấy em yêu à. Giờ mình đã trở thành vợ chồng nên anh mới nói, đối với anh, vợ chồng thì không được có một bí mật riêng nào. Sao không yêu?